Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và như chúng ta đã có cái sự trao đổi trước đây thì chúng ta hiện tại chúng ta sẽ có hai kênh để tương tác với anh chị em nhà đầu tư. Kênh thứ nhất đó là chứng khoán chiến binh trên từng con sóng, một kênh rất là quen thuộc với anh chị em của chúng ta từ năm 2018 đến tận bây giờ. Và trên kênh này thì một tuần sẽ có một bản tin phân tích tuần. Kênh thứ hai là kênh Hùng Lê chứng khoán thì hiện tại là Hùng mới có triển khai ở trong cái tuần trước đó và trên kênh này thì chúng ta sẽ có những cái bản tin phân tích ngắn ở hàng ngày có thể là hàng ngày hoặc là có thể hai ba ngày nó tùy thuộc vào cái tình hình thị trường và nó tùy thuộc vào cái trong cái phiên đó nó có những cái tính chất đặc biệt gì hay không thì cũng sẽ có những bản tin ngắn và trong buổi uh, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn lại bộ ba chỉ số tham số chung của thị trường trong phiên ngày 17 tháng 10 các anh chị và trên bản tin tuần thì ông Lê cũng đã có những cái sự phân tích khá là chi tiết về chỉ số VN30, chỉ số phái sinh và chỉ số index Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại đây là cái phiên giao dịch của ngày 17 đây các anh chị kết thúc tuần Thì như vậy là trong phiên ngày hôm nay thì chỉ số VN30 đầu tiên là VN30 đã test về vùng 1035 đến 1040 Và sau đó thì nó tiếp tục xu hướng quay về vùng 1020 đến vùng 1025 và À, chỉ số phái sinh à, chỉ số vn30 của chúng ta thì ngày hôm nay rất là mạnh nó về vùng 1030 và sau đó thì sau 13 giờ khoảng tầm độ 13 giờ 15 thì lực long bắt đầu quay trở lại và à, chúng ta đã có một cái lực long ngắn ở trong à, kết thúc à, phiên ngày hôm nay sau à, phiên chiều à, như vậy về mặt kỹ thuật thì à, hùng đánh giá rằng là chỉ số vn30 ngày hôm nay test rất là đạt về mặt yêu cầu kỹ thuật đúng không ạ trong cái kịch bản phân tích của chúng ta có hai cái vùng dự báo thì nó đã về đến cái vùng gần suy sát vùng 2 đó và sau đó nó có lực long lên à, gần chạm lại cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 10 uh, 1050 Ok anh chị 105, 1047 suy sát được 1050 à, Còn đối với chỉ số phá sinh thì ngày hôm nay nó cũng test rất là đẹp à, Ok ngày hôm nay thì chúng ta có hai vòng để chúng ta ăn được chỉ số phá sinh đúng không ạ à, Trong phân tích dự kiến của ông Lê thì chúng ta đầu tiên là nó sẽ test về vùng 1035 đến vùng 1040 và trong uh, ngay đầu phiên thì cái vùng 1035 đã bị suy giảm chính vì vậy nên là À, chỉ số index à, chỉ số phái sinh tiếp tục đi về vùng 1030 và sau vùng 1030 thì à, một cái điểm rất là tuyệt vời đó là chính là cái vùng mà chúng ta đã phân tích ở đây đó là vùng 1015 đến 1018 các anh chị. Thì ở trên cái bản tin tuần ở trong cái cái sự tóm lược trong buổi tối ngày hôm qua thì ông Lê cũng đã có những cái uh, phân tích đề cập về uh, những cái 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 dự kiến về mà chỉ số phá trinh của chúng ta và sau hơn sẽ là biên 1518, 1510 đến 1518 các anh chị. Thì ngày hôm nay là phá trinh đã về đến vùng 1517 và sau đó thì cũng khoảng tầm 10 13 giờ, 13 giờ 10 thì cái chỉ số này của chúng ta bắt đầu gì ạ? có cái sự phục hồi ở đây. Các anh chị nhìn thấy cái sự phục hồi ở đây. Và cây nến lúc khoảng tầm độ chỗ này là 13 giờ 25, tức là 13 giờ 20 thì Uh, uh, chỉ số phá sinh của chúng ta bắt đầu uh, bật lon từ vùng 1020 và tại thời điểm đó thì cũng đã bắt đầu uh, có những phân tích về cái lực hồi của chỉ số. Và kết phiên thì chỉ số phá sinh của chúng ta đóng cửa vùng 1050. Như vậy là từ vùng 1020 mà lên 1050 tức là phiên ngày hôm nay thì phá sinh nếu như các anh chị mà chúng ta xem uh, những cái phân tích kỹ thuật cùng lên thì chúng ta có thể có hai cái vòng ăn uh, rất là rất là tuyệt vời và cái điểm hội tụ kỹ thuật cuối cùng của chỉ số phá sinh nó nằm ở vùng 1015 đến 1018. À, và về mặt kỹ thuật à, đối với chỉ số phá sinh thì ngày hôm nay à, nó cũng đã test rất là thành công à, test rất là thành công đó rồi còn đối với chỉ số Index thì chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như vậy đối với Index thì ngày hôm nay các anh chị có thể nhìn thấy đây cái điểm sâu nhất của nó đâu đó khoảng vùng 1034.1 tức là cái điểm hội tụ kỹ thuật ở 1035 đến khoảng 1040 ở đây và sau đó thì à, từ cái điểm long này thì chỉ số Index của chúng ta cũng đã bật tăng à, cùng với chỉ số phá sinh và chỉ số vn30 Uh, như vậy thì nhìn về mặt căn bản là ngày hôm nay thì uh, chỉ số vn30 và chỉ số phái sinh của chúng ta đã có một cái vùng hồi tụ kỹ thuật ở quanh vùng 1030 cực kỳ đẹp còn đối với chỉ số phái sinh đã có vùng hồi tụ kỹ thuật ở 1015, 1018 như vậy là trong phiên giao dịch đầu tuần thì cái kịch bản phân tích mà chúng ta đề ra là gần như thị trường đã hoàn thành và kết thúc phiên thì thị trường đã có một cái lực hồi và nó xuất hiện được một cái cây nến doji à, nó xuất hiện được một cây nến doji trong phiên giao dịch của ngày thứ hai Uh, đó là một cái tín hiệu rất là ok rất là khả quan để chúng ta có thêm những cái định lượng về xu hướng thị trường ở trong phiên giao dịch ngày mai thì như vậy là trên cái tinh thần là thị trường đang có những cái tín hiệu khá là tích cực uh, tuy nhiên lực lo ngắn này thì lại đưa index về lại vùng 1050 và vùng 1060 <laughs> thì có thể là về đến cái vùng này, có thể phiên ngày mai nó sẽ có thể kéo thêm một tí nữa và sau đó thì nó sẽ diện nó sẽ bắt đầu chỉnh cung. Và cái việc mà index lấp lại ở vùng 1040 hoặc là về vùng 10225 đến vùng 1030 vẫn tính toán ở trong kịch bản của phiên giao dịch ngày mai, phiên ngày thứ ba. À, còn đối với chỉ số VN30, chỉ số VN30 ở đây thì chúng ta cũng có thể lưu ý rằng là vùng 1050 và vùng 1060 ở đây thì cũng có thể hoàn toàn tương tự như vậy, tức là với cái đà tích cực thì có thể là phiên ATO à, nó sẽ kéo một cái cáp tăng lên đâu đó khoảng vùng 1060 và sau đó nó sẽ tiếp tục đi lấp gáp Và cái việc lấp lại ở vùng quanh vùng 1020 1025 1030 vẫn tính toán đối với chỉ số VN30. À, đối với chỉ số phái sinh thì phiên ATO nó đã có một cái lực long khá là mạnh về à, ATC nó là có lực long tương đối mạnh về vùng 1050 và ở đây chúng ta cũng lưu tâm rằng là từ vùng 1050 đến vùng 1060 đây đang là những cái vùng kháng cự ngắn do đó khi mà chỉ số phá sinh kéo về đây thì khả năng nó cũng sẽ có những cái sự lình trình nhất định ở đây có thể có ATO phiên ngày mai gấp tăng và sau đó nó sẽ tiếp tục lấp gáp và uh, nó lấp đẹp nếu như mà cái chỉ số này lấp đẹp được thì nó sẽ lấp về khoảng quanh vùng 1030 tức là À, nó sẽ đỡ lại ở khoảng quanh vùng 1030 như vậy cái vùng 1030 của bộ ba tham số chung của thị trường ở đây Thì chúng ta thấy rằng đó là cái vùng hồi tụ kỹ thuật rất là đáng lưu tâm Ok đó à, Còn về các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành thì chúng ta đã có những cái sự uh, phân tích uh, nhất định về uh, Một số các cái mã Mà đã được khuyến nghị mua ở trong cái tuần trước ví dụ như mã cổ phiếu nhóm P Uh, một số các cái mã cổ phiếu đạt tín hiệu uh, dòng tiền thì ngày hôm nay sẽ view lại cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đáng lưu ý và đầu tiên thì chúng ta nói đến p trước thì đối với pvd uh, phiên giao dịch ngày hôm nay uh, và bản thân hôm nay thì pvd và p buổi sáng phiên sáng thì đã được uh, đã được khuyến nghị uh, mua thêm pvd ở đây này uh, pvd và pvb lúc đó khoảng tầm uh, 9h44 phút, tức là chúng cũng đã nhìn thấy được cái những cái tín hiệu kỹ thuật của P rất là ok và kết phiên thì PVD đã đóng rất là mạnh, à, đóng mạnh lên ở quanh vùng 21.4 một cây nến xanh đặc dài như này thì cho thấy rằng là cái dòng tiền bắt cực kỳ là tuyệt vời. Như vậy thì phiên mai có thể PVD nó sẽ nhả cung nhẹ nhàng ở quanh vùng 21 và sau đó thì nó sẽ tiệm cận về vùng à, theo quan điểm kỹ thuật cùng là sẽ về vùng 22.5 đến khoảng vùng 23 và các anh chị lưu ý đó là PVD. Theo cái góc nhìn kỹ thuật của ông Lê thì PVD chuẩn bị có sóng thần Tức là một con sóng tăng cực kỳ mạnh của PVD Sẽ đến khi mà thị trường chung đi vào một cái quỹ đạo phục hồi Chúng ta lưu ý mã cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu PVB Thì PVB Thì hiện tại là chúng ta cũng đã có những cái phân tích Ở quanh vùng 16 phiên ngày hôm nay Thì kết phiên thì nó đã đánh khá là tốt Nói chung là từ vùng 16, 16.5 Đây là những cái vùng kỹ thuật mà các anh chị canh gom Phiên ngày hôm nay có giá 16.5 Và những cái mã cổ phiếu này thì đã được phân tích khuyến nghị cho các anh chị rồi Mã cổ phiếu PVS cũng được bắt đầu chiều ngày hôm nay thì ở vùng 237, 238 là ông đã bắt đầu khuyến nghị các anh chị bắt bởi vì cái tín hiệu kỹ thuật của PVS cũng đã đẹp rồi Đường MACD đã có cái sự chỉnh cung ở đây và như vậy thì phiên ngày mai PVS sẽ tiếp tục công vùng kháng cự 24 và đối với PVS thì cũng cùng cũng cùng kỳ vọng như PVD tức là nó sẽ có một sóng tăng mạnh ở sau này đối với mã cổ phiếu PVS ba con b các anh chị lưu ý Uh, tiếp theo đó là ngành phân đạm thì uh, cũng đã khuyến nghị và bắt uh, phân tích cho anh chị rồi Và trong phiên ngày hôm nay thì uh, đạm Cà Mau tiếp tục có một xu hướng cực kỳ tốt Với dòng tiền đánh tốt, đường macd đang uh, có sự chuyển pha rõ rệt ở đây Và như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng mục tiêu của nhịp này là đạm Cà Mau sẽ hướng lại Về vùng 35.5 đến khoảng vùng 36, đây là hoàn toàn khả thi đối với đạm Cà Mau đối với đạm phú mỹ cũng hoàn toàn tương tự như vậy rất là đẹp và kể từ cái thời điểm mà phân tích khuyến nghị đầu tư thì đến thời điểm này là đạm phú mỹ bắt đầu công lại vùng 50 ở đây và cái việc mà ngày mai khả năng thì đạm phú mỹ sẽ vượt vùng 50 và sau khi mà vượt vùng 50 thì khả năng nó sẽ có một nhịp test nhẹ để nó tiếp tục long lên đó thị trường của chúng ta tạo đáy ở vùng 980 thì như vậy là đồng loạt tất cả các mã cổ phiếu là nó sẽ bật tăng ở trong cái nhịp này nên các anh chị em là chúng ta phải hết sức là tận dụng cái thời cơ đó trong cái nhịp này các anh chị lưu ý à, đối với hai mã cổ phiếu về ngành hóa chất đó là CSV ở ngày hôm nay chúng ta tiếp tục có một cái điểm mà uh, điểm mua cực kỳ đẹp luôn CSV ở quanh vùng 36.5 đến vùng 37 nó trả cung xong và sau đó thì một cây nến kéo tăng uh, cực kỳ là đẹp đó đường MACD bắt đầu hướng lên và chuyển xanh như vậy là xu hướng cổ phiếu nó đã qua cái thời kỳ xấu 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 rồi và nó bật bật lên nhịp bật này thì khả năng sẽ chạm vùng 40 và sau đó sau đó thì nó chỉnh cung lại quanh vùng 38 và tiếp tục hành trình lên vùng 46 tám năm 50 ở đây cổ phiếu DGC DGC cũng rất là tuyệt vời ở phiên ngày hôm nay thì nó test rất là nhẹ nhàng ở quanh vùng 78 thôi và sau đó nó hướng lên chứ nó không test được về quanh vùng 76 lực cầu tiếp tục duy trì tốt và đường MACD đang tiếp tục hướng lên rất là đẹp và mục tiêu sẽ công vùng 90 Gặp vùng 90 chỉnh cung nhẹ nhàng và nhịp này thì DGC khả năng sẽ hướng về quanh vùng 100 đến vùng 102 với sự phục hồi của index và trong phiên ngày mai nó rất là quan trọng để nó tiếp tục ở một cái hành trình. một cổ phiếu nữa đó là cổ phiếu bất động sản công nghiệp IDC ngày hôm nay thì tiếp tục được ở khuyến nghị mua thêm ở trên nhóm. Ở IDC, IDC đây và vùng biên 46, 46.5 tiếp tục bắt và chúng ta thấy rằng là Kết phiên thì nó kết ở 48.5 và đường mát cũng đang có cái sự chuyển pha hết sức là tích cực ở đây Điều này cho thấy rằng là cổ phiếu đã kết thúc cái nhịp chỉnh rồi và bắt đầu một cái hành trình đi lên Và mục tiêu ở nhịp đầu tiên đó là IDC sẽ đánh về quanh vùng 50 đến khoảng vùng 52 Sau đó thì nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật ở đây Và sau nhịp chỉnh cung này thì chúng ta sẽ tiếp tục dò tìm cái điểm hỗ trợ kỹ thuật Để chúng ta nâng cái target của nhịp này của IDC lên khoảng vùng 57 đến khoảng vùng 58 là hợp lý À, rồi, à, các anh chị lưu ý thêm một cái mã cổ phiếu của ngành bán lẻ gồm mã cổ mã cổ phiếu Pet đã được cùng lên nhấn mạnh ở trên bản tin tuần. Và trong phiên ngày hôm nay thì Pet tiếp tục có một cái gì à, có một cái điểm đánh cực kỳ đẹp à, khi mà nó tiếp tục break được cái vùng 28 ở đây, 28.8 và đi lên. À, lực cầu tiếp tục duy trì ổn định xung quanh một triệu cổ phiếu và các anh chị nhìn thấy đường MAC bắt đầu có cái sự gì Thu hồi và bắt đầu có một cái tín hiệu chuẩn bị đi lên đây. Ở ừ, như vậy thì ở hiện tại là Pet có vùng hỗ trợ kỹ thuật 28.8 đến vùng 30 Như vậy phiên mai có thể nhún nhẹ về quanh vùng 28.8 Và chúng ta các tài khoản mà đã mua và đã bắt được theo những khuyến nghị Thì chúng ta tiếp tục gom Và mục tiêu của Pet ở nhịp này thì chúng ta cũng bắt đầu hướng một cái sóng tăng đối với cổ phiếu này Ở ừ, phiên ngày hôm nay thì các anh chị lưu tâm thêm mã cổ phiếu PC1 Hiện tại nó cũng đã à, về, à, nó cũng đã đạp rất là mạnh ở trong cái nhịp <laughs> vừa qua <laughs> và chúng ta cũng bắt đầu nhìn thấy có một cái lực hồi ở đây và cái lực hồi này thì nó đang hội tụ có những điểm hội tụ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 26.5 đến khoảng vùng 27 27. Ok các anh chị. Đó, vùng đây là vùng hội hội tụ kỹ thuật và cái tín hiệu của đường mã là sau một cái thời gian nó đạp xuống, nó bắt đầu có tín hiệu đi ngang và nó thu hồi và nó chuẩn bị phục hồi ở đây thì đấy sẽ là một tín hiệu cực kỳ là tốt. Đối với quan điểm kỹ thuật của cổ phiếu PC1, các anh chị có thể uh, thu gom ở trong phiên ngày mai ở quanh vùng 28 uh, Nhìn chung thì nó sẽ có một cái, cái mô hình test với gap ở đây, khả năng là quanh vùng 28 Nếu như mà đẹp thì nó sẽ test loanh quanh ở quanh vùng 28 thôi và sau đó thì nó sẽ hướng lên khoảng vùng 32 Như vậy thì đây cũng sẽ là một cơ hội bắt đầu để mà chúng ta giải ngân uh, về thị trường uh, Chúng ta sẽ nói lại, ok những cái mã cổ phiếu tốt thì như vậy thôi uh, Còn chúng ta sẽ nói lại về xu hướng thị trường ở uh, trong à, những cái nhịp tiếp theo ở trong thời điểm tiếp theo thì các anh chị lưu ý giúp ông uh, Lê một cái ý như thế này tức là cái câu chuyện là vùng 1080 ờ uh, một ờ uh, vùng 980 đến vùng 1.000 điểm liệu đã phải là một cái cái đáy của thị trường hay chưa thì đến tại thời điểm này là đang thiên về kịch bản là thị trường chung đã tạo đáy ở vùng 980 đến vùng 1.000 điểm Ok các anh chị và để củng cố được cái 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 niềm tin đó để củng cố được cái kỳ vọng đó thì À, các cái nhịp test kỹ thuật của VN Index, VN30 và phái sinh thì chúng ta phải hội tụ được ít nhất là vùng 1030. Còn không sau đó nếu nếu có có đát lắm thì nó phải hội tụ được ở trên vùng 1020. Đó, nó phải hội tụ được ở trên cái vùng kỹ thuật 1020 này thì như vậy là chúng ta đang có những cái toan tính về mặt kỹ thuật là thị trường tạo đáy ở vùng 980 đến vùng gì ạ? Vùng 1000 điểm ở đây và sau đó thì để mà xác nhận được những cái tín hiệu tạo đáy tiếp theo của thị trường thì index của chúng ta cần phải vượt thoát được ví dụ như hùng đã phân tích ở những vùng 1075 đến khoảng vùng 1080 khi bộ ba tham số chung của thị trường đồng loạt break vùng 1080 thì như vậy là cái tín hiệu tạo đáy của thị trường trong ngắn hạn là như vậy đã được xác lập và như vậy anh em chúng ta Uh, yên tâm để chúng ta cơ cấu thời điểm này là trong tuần trước đã cơ cấu rồi và tuần này sẽ tiếp tục cơ cấu những cái mã cổ phiếu tốt những cái mã cổ phiếu đạt những cái vị thế mua và các anh chị em uh, nếu như chúng ta đã đồng hành cùng với ông lê rồi thì uh, rất uh, trân trọng mời các anh chị về với team của ông lê tại công ty cổ phần chứng khoán vps để chúng ta có những cái tương tác để chúng ta có những cái phân tích có những cái trao đổi uh, trong cái phiên giao dịch trực tuyến để chúng ta có thêm uh, có thêm những cái kiến thức có thêm những cái kinh nghiệm và cùng hỗ trợ nhau để phát triển uh, trên cái con đường trên cái chặng đường đầu tư và các anh chị nhớ đăng ký thêm kênh hùng lê chứng khoán để chúng ta nhận được các bản tin phân tích ngắn hàng ngày uh, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản tin tiếp theo